Hello guys, cô Phương xin chào tất cả các con. Hello guys. Cô chào bạn Thùy Chi, cô chào bạn Anh Dũng. Hello guys, cô Phương xin chào cả các con. Các con yêu quý trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái bộ đề dự đoán của cô Phư nhé, cho một cái chủ điểm ngữ pháp mà có thể nói là chắc chắn là sẽ trúng tủ trong đề thi của các con rồi đó là phần kiến thức về câu hỏi đuôi về mạo từ và về từ loại Dạ yeah. cô hy vọng là trong tiết học ngày hôm nay thì cô sẽ ôn tập để cho các con vững thêm để kiến thức về cái phần này những ngày gần đây đúng là cái tháng cuối cùng cô khác cô thấy rằng là các con rất chăm chỉ chịu khó coi livestream của cô phư này chăm chỉ comment này đây là một cái dấu hiệu rất là tốt để chúng ta có được một cái kỳ thi xuân sẻ phía trước bởi vì là sẽ không có phép màu nào cho những người lười cả Đúng không ạ? Với những người lười không có phép màu nào Ok à, Thực ra thì cô có rất là nhiều những cái điều xấu Nhưng mà Nếu mà để kể một vài những cái điểm tốt Mà cô có ấy Thì cô thấy rằng là có lẽ là Học có lẽ là điểm mạnh của cô Phư Bởi vì là cô rất là thích học <laughs> Cô có một cái thái độ rất là tích cực khi học ấy Vì thế cho nên là Khi mà cô học ấy thì cô thấy rằng là mình học mình tích cực thì mình mình có thể làm được rất là nhiều thứ và quan trọng hết là phải chăm chỉ đúng không ạ cô ngay từ khi cái hồi còn nhỏ ấy thì các giáo viên có nói rằng là cô không phải là một người thông minh không được, thuộc tiếp người thông minh đấy ạ nhưng mà cô lại rất là chăm rất chăm ạ và khi mà mình chăm chỉ và mình tích cực ấy thì thành công sẽ đến vì thế cho nên là cô mong là các con là học sinh của cô phư thì các con cũng sẽ uh, như vậy hơn nữa các con lại còn thông minh nữa thì chắc chắn là các con sẽ có được cái thành công ở phía trước nó là một cái điều chắc chắn chỉ cần là các con chăm chỉ thôi yeah. để chăm chỉ nhé các con biết không ở trong kinh thành ấy thì chúa cũng dạy là gì đó là chúng ta cần phải luôn luôn chăm chỉ làm việc đó, luôn luôn chăm chỉ làm việc đó khi mà cô chia sẻ về kinh thành với một số người người ta không hiểu ấy ví dụ như là cô nói rằng là trong mọi việc ấy thì hãy uh, tin cậy Chúa hãy tin rằng là Chúa ở bên bạn và Chúa sẽ giúp đỡ bạn nên là bạn không cần phải quá lo lắng thì người ta bên những cái người mà không hiểu đấy người ta hay nói với cô rằng là làm gì có cái chuyện mà Chúa giúp nên bây giờ nếu mà Chúa giúp thì đừng học nữa xem có thi đỗ được không thì đây là một cái quan niệm rất là sai Bởi vì Chúa không dạy là lười biếng Chúa rất ghét sự lười biếng Ở trong kinh thánh nhé Ờ uh dụ như là cô đọc trong phần truyền đạo chẳng hạn đúng không? Chương 11 câu số 6 Thì Chúa nói là Sáng sớm hãy đi gieo giống Chiều đến cũng đừng nghỉ tay Vì con đâu biết lần gieo nào thành công Lần gieo buổi sáng hay buổi chiều Hoặc cả hai đều mọc tốt như nhau Các con thấy không? Tức là Chúa nói rằng là gì? Sáng sớm thì hãy dậy mà học bài đi Đúng không? Chiều đến thì cũng đừng nghỉ tay Đúng không ạ? Bởi vì con đâu biết được là cái lần gieo nào thành công Có nghĩa là con đâu biết được là Đề thi nó trúng vào buổi sáng hay là trúng vào buổi chiều <laughs> Hiểu ý chưa? Thế là kinh thánh này Rất là hay cái Ý là như vậy Và Chúa nói chúng ta rằng là Cố gắng hết sức nha Chăm chỉ sáng, chiều Đúng không? Còn lại tất cả những cái việc khác Thì chúng ta phó thác cho Chúa Yên tâm chắc chắn là chúng ta sẽ không bao giờ đi trệch đường Và Chúa luôn luôn ban cho chúng ta Những điều tốt đẹp trong cuộc sống dạ yeah. mặc dù là cô không phải là mục sư nhưng mà đây là những điều cô học được từ các mục sư và học được đấy, ở trong kinh thánh nữa nên là cô cũng muốn gửi lại cho các con như vậy okay. Rồi. À, trong tiết học ngày hôm nay nhé thì cô sẽ chữa cho các con một cái đề 40 câu về nội dung câu hỏi đuôi mạo từ từ loại chưa yeah. nhá đấy thì chúng ta đã sẵn sàng chưa để mình học buổi học tối nay của cô phụ ạ ok các con thấy ông, hôm nay cô ổn hơn hôm qua một chút rồi đúng không ạ hôm nay cô ổn hơn rất là nhiều lý do là cô dành thời gian ngủ nhiều hơn và cô cũng ăn nhiều hơn nữa đúng không ạ đây là một cái sự chuẩn bị rất là tích cực đó. mình tích cực thì mình mới ăn uống ngủ nghỉ nhiều lên thì để tối nay còn cày bài giảng cho học sinh đúng không? Ok như thế này các con cũng vậy nhé. Các con biết trước là trong cái kỳ sắp tới là các con sẽ rất là mệt đúng không? ăn nhiều lên, ngủ đúng giờ vào, bớt gì ạ, à, chat nhảm rồi tân vân các thứ ở trên điện thoại đi để tiết kiệm thời gian để mà mình giữ sức khỏe để mình chuẩn bị cho cái trận đánh sắp tới đúng không? phải chuẩn bị tích cực thì mình thăng mới thắng được các cụ có dạy là gì biết mình biết ta đúng không ạ trăm trận trăm tháng đúng chưa cho nên chúng ta cần phải gì ạ chuẩn bị rất là kỹ lưỡng rất là chăm chỉ và phải chuẩn bị kỹ lưỡng nữa cô thấy có một số con chuẩn bị chưa tốt đâu nhé cho nên là cô đưa ra những cái này đây là cô nhắc nhở các con bởi vì đây đã giai đoạn cuối rồi các con cần có được tất cả những cái sự hướng dẫn cần thiết và đây là đều là những cái sự hướng dẫn rất là cần thiết cho các con đúng không ok rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhá Ok, các con yêu quý chúng ta đã sẵn sàng buổi học tối nay cùng với cô Phư chưa ạ? Nhà hàng gió hôm nay sao mà chó sủa lắm thế? Ok, các con yêu quý chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Alright, chúng ta đã sẵn sàng để học buổi học tối nay cùng với cô Phư chưa ạ? <laughs> Hôm nay chúng ta sẽ học phần câu hỏi đuôi, mạo từ và từ loại. Đây là những phần các con biết rằng là chắc chắn là sẽ thi rồi, đúng không? Ở lớp VIP 90 là cô đã có một cái tiết học về phần này ở tuần trước rồi. À, nhưng mà tuần trước thì cô có việc bận cho nên là tuần này cô mới có thể update được thêm cho các con ở trên page một số những cái câu hỏi nằm trong bộ đề dự đoán của cô ấy liên quan đến phần câu hỏi đuôi, mạo từ và từ loại này. Được chưa? Ok. Các con đã sẵn sàng chưa ạ? Rồi, câu hỏi đuôi nhé. Trước hết là phần câu hỏi đuôi. Đó, phần này thì cô đã hướng dẫn các con từ lần trước với những cái kiến thức cơ bản rồi. Cho nên là bây giờ là cô sẽ không nhắc lại nữa. Mà chúng ta sẽ chủ yếu làm bài tập luôn. Và vừa làm vừa nhắc lại kiến thức nhé. Ở câu số 1, đáp án đúng là đáp án gì? Rồi, có thấy rất nhiều bạn chọn A. A là đúng chắc chắn rồi. Cái này là quá khứ đơn. Đúng không ạ? Hi thì cái đuôi này cũng sẽ là hi. Đấy. cái này là phủ định thì cái này sẽ là khẳng định Và cái này đang là quá khứ đơn, cái này cũng là quá khứ đơn Trợ động từ khẳng định của hi ở quá khứ đơn thì sẽ là đứt Đúng chưa? nên đáp án đúng câu này sẽ là đứt he Ok, anh ta đã không tới cho đến tận 11 giờ tối, có phải không? Cái đuôi này luôn luôn dịch là có phải không? Được chưa? Bản chất của câu hỏi đuôi thì nó cũng là một dạng câu hỏi yes no question thôi Có hay là không? Người ta sẽ trả lời yes hoặc no đối với câu hỏi đuôi này Ok, nào Lưu ý giúp cô là đây là câu hỏi phủ định nhé. À, câu hỏi phủ định thì cái cách trả lời nó không sẽ hơi khác so với câu hỏi khẳng định nhé. Ở câu hỏi phủ định này nếu như mình đồng tình với quan điểm đưa ra thì mình phải trả lời là no. Và nếu như mình cãi ấy, thì mình sẽ dùng yes. Nhớ điều đó. Tiếp tục sang câu số 2. He piece of art is nice. Ok thì piece of art này là số ít thì mình sẽ dùng cái đuôi là ít. Bắt buộc phải sử dụng đại từ nhé. Yeah ở cái đuôi này thì uh, phải dùng sử dụng ít thay cho cái này tiếp theo là động từ ở đây đang là khẳng định thì đây sẽ là phủ định và phủ định của to be thì sẽ là phủ định của to be đi với ít thì sẽ là isn't it đúng rồi cho nên đáp án đúng câu này sẽ là đáp án ấy câu hỏi đuôi không khó tí nào đúng không ạ không khó tí nào ok rồi cô thấy các con làm rất là tốt bây giờ mình sẽ tiếp tục sang câu số 3 nhé People today really spend time with their families. Nào, câu này thì chúng ta có people thì cái đuôi nó phải là dây. Tiếp tục là đây là cái cái này nó là phủ định rồi bởi vì cái này nó là rarely là hiếm khi. Rarely là nằm trong số năm anh em siêu nhân là rarely, này, barely, này, um, scarcely, này, seldom, này, hardly. Năm anh em siêu nhân này thì mang nghĩa phủ định tương đương với lại là never. Vì thế cho nên là nó sẽ là phủ định thì cái này nó phải là khẳng định. Động từ ở đây đang là ở hiện tại đơn thì ở đây cái đuôi của chúng ta chúng ta sẽ mượn trợ động từ ở hiện tại đơn đi với chủ ngữ là dây và ở thể khẳng định thì sẽ là trợ động từ đu. Được chưa ạ? Nhá. Trợ động từ hiện tại đơn thì dùng trợ động từ này. Đấy. Trợ động từ với chủ ngữ là dây và ở khẳng định thì sẽ là đu, đúng chưa? Nên là câu này của chúng ta sẽ là đáp án B. Hiểu bài không ạ? Hiểu bài thì cho cô xin một comment được không? Ok. Rồi câu số 4 ạ. Ở câu số 4 này các con lưu ý giúp cô như sau này Tất cả những cái là tôi nghĩ tôi tin Tôi cho rằng Rồi thế này thế nọ Thì tất cả những cái như thế này nó không ảnh hưởng đến cấu trúc câu hỏi đuôi Bỏ nó đi luôn Được chưa Còn nếu như là ai đó tin ấy Thì dùng đuôi và chính cái, cái chỗ đó luôn bởi vì ai đó tin thì có phải là người đó tin như vậy hay không thì sẽ hỏi vào đây Còn tôi tin rằng thì cái chính là nó nằm ở cái vế này cơ Cho nên là vế này là vế chính It is thì ở đây sẽ là dùng đại từ it được rồi. À, lưu ý cái trường hợp mà nếu như các con, các, con, các con gặp là I don't believe Thì nó có thể ảnh hưởng đến cái dạng thức khẳng định hoặc phủ định ở cái phía, phía trước này Cái này là I believe và it is thì nó là khẳng định Thì cái này là phủ định à, is Phủ định đây ra là isn't Được không? Isn't Cho nên đáp án đúng của câu này, câu số 4 của chúng ta là đáp án gì? Nhớ nhá Ở câu số 5 đáp án gì ạ? À? The lecture Thì cái đuôi nó phải là it was ở quá khứ khẳng định cái này là phủ định và phủ định của nó là wasn't đúng không? Đáp án sẽ là đáp án A đúng rồi. Rất nhiều bạn làm tốt này, câu số 6 đi ạ. Now there thì cái đuôi của chúng ta cũng vẫn là there. Được chưa ạ? Ở đây chúng ta nhớ là there is no shortcut thì nó lại là phủ định rồi nhé. No là phủ định rồi. Được chưa ạ? Cho nên cái này là khẳng định. Khẳng định của to be đi ở đây đi với there vẫn là is nên đáp án câu này là đáp án đi. Xong chưa ạ? Ok. Rồi sang câu số 7 nhé there is a hope of getting financial support for the project. Thì cái này cũng là there. Thì cái đuôi của chúng ta cũng sẽ là there. Được chưa? Có một cái sự hy vọng là khẳng định. Thì cái này sẽ là phủ định. Phủ định của is e thì sẽ là isn't thôi. Đúng không? Isn't. Thì đáp án của câu này sẽ là đáp án gì? Các con có hiểu bài không ạ? Đúng không? Mình làm nhanh, nhanh gọn nhẹ. Đúng không? Chứ làm chậm làm gì? Đấy. Khi mà mình đã hiểu được cái vấn đề như thế này rồi. Chưa? Ok, tiếp tục giúp cô sang câu số 8 đi ạ. The train departing Vancouver to Calgary takes a full day. Đó đây lưu ý giúp cô là cái departing này là giảm mệnh đề nhé. Không ảnh hưởng gì ạ. Ở đây chủ ngữ là the train và động từ là takes. Đúng chưa? Thì the train thì cái đuôi phải là it. Mà takes là khẳng định. Đó. Và takes ở hiện tại đơn thì sang đây phải mượn trợ động từ dạng phủ định của it. Trợ động từ ở hiện tại đơn của it phủ định thì sẽ là doesn't. Có đúng không? chợ động từ nhá Đấy, phủ định của ít ở hiện đại đơn nó có phải doesn't đâu Cái đau đối câu này sẽ là doesn't it Đúng chưa? Rất là nhanh, đúng không ạ? Đấy, câu số 9 It seldom rains here Seldom là một trong năm anh em siêu nhân mang nghĩa phủ định rồi It thì đây cũng vẫn là it Cái này phủ định thì cái này là khẳng định Cái này là động từ rains Thì cái này là hiện tại đơn rồi Cái này sẽ phải là mượn trợ động từ ở hiện tại đơn khẳng định Với chủ ngữ là it thì sẽ là does Does it thôi, đáp án C chưa? Sai làm sao được <laughs> Sai làm sao được Cái này là nằm trong những cái câu hỏi dự đoán của cô Phương cho kỳ thi sắp tới Vì thế cho nên là các con hãy share về nhé Share về Nào, tiếp tục giúp cô sang uh, câu số 10 She thought it was a very good essay Thì she thought Thì cái đuôi nó sẽ nhấn Cái đuôi nó sẽ của cái này luôn Cô nhắc lại là nếu như Ở câu số 4 là tôi Tôi tin rằng tôi nghĩ rằng tôi gì gì đấy Thì bỏ qua Đuôi nó sẽ uh, ảnh hưởng là là cụ cái bệnh đến sau này còn nếu như mà ai đó nghĩ rằng thì cái đó có phải không là có đúng là người ta nghĩ như vậy hay không thì sẽ vào đây nhá yeah. thì she thought it was a good essay cô ấy nghĩ là nó là một cái bài luận rất là tốt có phải không thì có phải là cô ấy nghĩ như vậy hay không thì thought thì rõ ràng là mượn trợ động từ quá khứ phủ định đúng không trợ động từ quá khứ phủ định của she thì sẽ là didn't she thôi đúng chưa ok gọn gàng nhé. Sang câu số 11 đi ạ. TikTok is a great invention. TikTok là một cái phát hiện rất là tuyệt vời. Có phải không? TikTok thì vẫn là nó thôi. Đấy. It. Rồi, it là dấu sắc cái này. It. <laughs> Được rồi, Is là khẳng định. Cái này là phủ định. Phủ định của is thì là isn't. Thì sẽ là isn't it thôi. Được chưa? Very good. Câu số 12 nhé. The financial consultant advised Miss Brondenick to downsize the staff. Ở đây là cái người này đã khuyên ông này làm gì, làm gì đừng quan tâm. Cái quan trọng là có đúng là ông ấy khuyên như vậy hay không? Cái người con sao tuần này thì cái đuôi sẽ là hi. Ở đây mình thấy có hi sẵn rồi. Advised là khẳng định ở quá khứ đơn thì sang đây phải là phủ định, mượn trợ động từ ở quá khứ của hi thì sẽ là đất đền hi. Đúng không? Trợ động từ phủ định của hi với đất đền hi không? Chờ. Nào tiếp tục sang câu số 13 nhé. They should be well prepared for the contest. Đó là họ đã nên chuẩn bị kỹ hơn. Cái should này là, là modal verb. Và với modal verb này thì sau khi các con điền tiếp dây vào đây thì cái should này đang là khẳng định, đây là phủ định và dùng cái chính cái trợ động từ này ở dạng thức phù hợp đối với modal verb. Đúng không? đây. Đấy. Họ lẽ ra đã nên như thế này có phải không? Đấy. Cái, 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 cái việc mà mình xác định những cái trợ động từ mà như khi các con làm câu hỏi đấy tạo thành câu hỏi ấy, thì nó sẽ phát huy tác dụng ở câu hỏi đuôi này nhé yeah. nào tiếp tục mình đến với câu số 14 một câu uh, khó hơn một chút này ở câu số 14 này chúng ta gặp head better và cộng với lại là infinitive head better bằng với should mang nghĩa là nên đấy ạ nào câu này thì chúng ta sẽ 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 chia trợ động từ gì đây ạ ở đây hoàng thì phía sau này là he rồi đúng chưa nhưng quan trọng là phía này mình sẽ dùng headen hay là mình dùng didn't ạ Ok Hết đơn 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 ạ Rồi cô thấy bạn Hồng Vân làm đúng rồi ạ à, Chúng ta sẽ lựa chọn hết giúp cô nhé Lưu ý cho cô một cái trường hợp đặc biệt này đó là Hết better Thì cái đuôi của chúng ta sẽ phải là hết đừng. Nhớ chưa Ok Và câu số 15 của chúng ta sẽ là gì Covid-19 pandemic Thì cái này nó sẽ là it Đúng không ạ Và cái này là khẳng định Cái này sẽ là phủ định phủ định của quá khứ đơn mượn trợ động từ trợ động từ quá khứ đơn của ít phủ định thì sẽ là rất đơn ít thôi đúng chưa đấy cô nghĩ là tiếng anh nhiều khi cũng ngang ngang toán <laughs> ngồi tính toán cái này dương âm đúng không này nọ ngược ngược cười này kia nhưng mà dễ ăn nhiều tiếng anh rất là dễ không khó tí nào đúng không ạ nhá yeah. cô hy vọng là các con sẽ là điểm số rất là cao cho kỳ sắp tới chỉ cần là các con dành thêm thời gian học cùng với cô thôi thì cô khẳng định rằng là sắp tới điểm của các con sẽ rất là cải thiện ok nào bây giờ sang phần khó trong tiết học ngày hôm nay đó là phần mạo từ phần mạo từ này ấy, nếu như mạo từ mà rơi vào những cái tình huống cố định ví dụ như kiểu là dơ cộng với tính từ hoặc là dơ đi với câu sánh hơn nhất hay là dơ đi với tên sông tên suối tên biển tên quần đảo hay là dơ đi với lại là À, đi với lại là các cái quốc gia mà nhiều bang rồi vân vân ấy thì những cái trường hợp đấy là trường hợp cố định nó khá là dễ trong những cái tình huống như vậy đúng không? Thế nhưng ngoài những cái tình huống đấy ra đúng không? hoặc là ngoài những cụm cố định với lại là ơ chẳng hạn ân chẳng hạn ngoài những cụm cố định ra thì những trường hợp còn lại thì các con phải xác định cái văn cảnh của nó và khi xác định văn cảnh thì thứ nhất là phải dịch thứ hai là phải à, nói chung là cũng phải học lý thuyết rồi thì mới có được cái kiến thức để mình làm ấy Cho nên là phần này sẽ khó hơn chứ nó không dễ như là những cái câu uh, câu hỏi đuôi vừa rồi ạ. Yeah. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng thử sức với câu số 16 nhé High end good sold at button jewelry are really offered at discount nào, những cái hàng hóa mà ở mức gọi là high end tức là những cái hàng hóa gọi là xa xỉ ạ yeah, mà được bán ở cái 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 khu này, ở cái nhà đâu, ở cái 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 shop này cái shop này là shop kim cương này đúng không ạ shop đồ trang sức này thì hiếm khi là được bán với một cái giá giảm giá thì ở đây là một cái câu nói rất là chung chung là cái việc ở đây là nó rất là thường xuyên xảy ra ở đây là hiếm khi giảm giá thì hiếm khi giảm giá các con sẽ dùng cho cô là at a discount thứ nhất là nó cái văn cảnh ở đây là nó không phải là một cái gì đấy được xác định rồi đúng không ạ mà nó đơn giản là nó chỉ là ở một cái mức giá giảm thôi và nó đang chỉ một cái hành động thường xuyên diễn ra cho nên câu này mình sẽ dùng ở. Uh, chưa kể là nó còn có cụm luôn là at a discount là ở mức giảm giá. Sang câu số 17 thì khá là đơn giản là most của chúng ta là cấp so sánh hơn nhất thì chắc chắn là phải là gì rồi? Chắc chắn là giờ đó. one of the most obvious benefits of cycling is to protect the environment. Một trong những cái lợi ích rõ rệt nhất của việc đi xe đạp đó là bảo vệ môi trường. Này, sau to be mà dùng to verb ấy, mình sẽ dùng to verb hoặc là verb ing nhá. Đấy, được chưa sau to be mình dùng to verb in nó là cái 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 chức năng của danh động từ và động từ nguyên mẫu đấy ạ là nó làm bổ ngữ sau động từ to be này tiếp tục sang câu số 18 nhé ở đây cô có of và cô có cái cụm đó là up to thì cái cụm của cô chắc chắn sẽ là up to the age of <laughs> lên đến mức tuổi bao nhiêu là nó cả một cụm rồi bao giờ cũng sẽ là up to the age of chứ cô chưa bao giờ nghe thấy là up to an age of bao giờ cả ok à, cho nên là À, đôi khi trong quá trình làm giả dụ như lúc nào mà các con cảm thấy lăn tan ấy thì các con thử đọc lên các con xem là cái đáp án nào nghe nó xuôi tai nhất nhá. Yeah. thì bao giờ cũng sẽ là up to the age of 18 đó là gì đấy ạ việc uh, giáo dục trung học thì họ đã đề xuất là làm cho cái việc là giáo dục trung học là bắt buộc lên tới tận mức tuổi là 18 Ok, tiếp tục sang câu số 19 đi ạ Ở câu số 19 này của câu như sau này Là chúng ta có first là số thứ tự với số thứ tự thì mình cũng sẽ luôn luôn có giờ Chính là vì số thứ tự có giờ đấy Cho nên là ở trong những cái ngày tháng chẳng hạn ấy Mình ví dụ mình nói là ngày mùng 7 chẳng hạn Thì bao giờ cũng sẽ là July the 7th Tại sao lại có cái này? Không? Giờ Nó là cái TH ở cuối cái 7 nhưng mà cũng có giờ ở đó July the 7th yeah. Thì cái này nó sẽ có giờ giúp cô nhé The company is proud to present the first issue of its publication Công ty này thì rất là tự hào để mà đưa ra cái số đầu tiên của cái của cái xuất bản của nó. Được chưa? Ok, câu số 20 đi ạ. This is unique opportunity to hear Mr. Mike Lan speak in person. Thì đây là một cái cơ hội, chắc chắn là một cơ hội rồi đúng không ạ? Lưu ý giúp câu từ unique của chúng ta ấy. Mặc dù là mình nhìn thấy chữ U ở đây nhưng nó không phải là một từ mà có thể đi với ân được đâu bởi vì là cái 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 cái, cái phiên âm của từ này nó lại là you unique đấy chưa ạ vì thế nên dùng ơ thôi this is a unique okay. opportunity đây là một cái cơ hội tốt một cái cơ hội gì độc nhất vô nhị để có thể nghe cái ông này là ông ấy nói gì đấy nói trực tiếp được chưa ạ rồi câu số 21 là gì Kevin Anderson one of the world's leading climate scientists has a familiar reaction to oh latest câu so sánh hơn nhất thì chắc chắn sẽ là dơ rồi ở đây là Kevin Anderson là một trong những nhà khoa học về một khí hậu hàng đầu của thế giới thì đã có những cái phản ứng tương tự với cái báo cáo mới nhất ở đây. Ok. Câu số 22 đây ạ. For the past decade. Ở đây là cái cụm trạng ngữ chỉ thời gian này là trong cái thập kỷ vừa qua thì cái cụm này có thể là past hoặc là last đều ok. ạ. Yeah. For the past hoặc là for the last decade của chúng ta đều là đều là gì ạ? À, giống nhau và đều mang nghĩa là trong cái khoảng thời gian vừa qua thì của chúng ta luôn luôn chia ở thì gì đấy luôn luôn chia ở thì hiện tại hoàn thành nhá và đây chúng ta có là has proven to be ok thì trong thập kỷ vừa qua thì ông này vẫn luôn luôn chứng tỏ là là một cái nhà báo đúng không là một nhà báo đúng hay là gì ạ là hay hay là dơ ạ đúng không thế chỉ là đã chứng tỏ mình là một thôi là một nhà báo rất là tài năng thì sẽ là To be a talented journalist. Ok được chưa sau uh, cái cái khoảng thời gian cống hiến cho 2002 với việc livestream đều đặn đúng không suốt uh, rất là nhiều tháng thì cô Phương đã chứng tỏ là một giáo viên rất là chăm ngoan đúng không chăm ngoan đáng yêu dễ thương một tim cho cô Phương đi ạ ok to be a talented journalist ok very good Bây giờ mình sẽ đến với câu số 23 Ui, hết rồi à? Hết cái phần uh, Hết cái phần mạo từ rồi à? à mình sẽ còn đến với cái phần từ loại nữa nha. Nào, câu số 23 là gì? Shortly after the study was published Anderson posted warning on Twitter Đây là không lâu sau khi Cái nghiên cứu này được 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 công bố ấy, Thì Anderson đã đưa ra một cái cảnh báo đúng không? Đưa ra một cái cảnh báo vì mình đang nhắc đến lần đầu thì mình chỉ dùng ơ hoặc ân thôi còn khi mình đã xác định được rồi thì mình mới dùng giờ thì cái này là ơ thôi ơ ờ, warning đúng không ạ đáp ở đây sẽ là đáp án b ok học hay không ạ <laughs> Alright, cô cảm ơn các bạn top fan nhé Câu số 24 của chúng ta đây là gì? An addition root Sao addition root? Nó phải là additional An additional route was added to the rail line to reduce travel times in southern region. Nào, nếu mà là vùng phía Nam ấy thì đã xác định được rồi bởi vì nó là vùng phía Nam. Đúng không? Mà hơn nữa câu này chia quá khứ và đã chỉ rất là rõ những cái thứ liên quan đến ở trong cái câu này rồi. Thế nên ở đây là có một cái tuyến đường thêm là được thêm vào cái đường tàu này để giảm cái thời gian đi lại ở cái vùng phía Nam thì chắc chắn là phải có giờ. Đấy. giờ nhá, nó ngầm hiểu được nó là một cái xác định rồi. Đúng chưa? Và câu số 25 sẽ là as long as at least five participants sign up for seminar, it will carry on as planned next weekend. Ok, nào ở đây thì câu này cũng là một câu mà các con cũng phải suy nghĩ này là với điều kiện là có ít nhất là 5 cái người tham dự là đăng ký cho cái seminar thì cái này nó phải là seminar là người ta xác định được rồi đúng không? Người ta đã hiểu đó là seminar gì rồi. Đúng không? Ít nhất nếu như có 5 người Sai up cho cái seminar đấy ấy, thì nó sẽ được tiếp diễn theo như kế hoạch, còn nếu như mà dưới 5 người thì nó sẽ bị hủy. Thì rõ ràng ở đây mình phải hiểu nó là cái seminar gì rồi chứ nó không phải là một cái seminar bất kỳ, cái nào cũng được. Đúng chưa? Khi các con hiểu cái sự khác biệt giữa ơ và giờ, đây là mạo từ xác định, đây là mạo từ không xác định nhá. Cái gì mình xác định được rồi thì mình sẽ dùng giờ. Đấy. còn chưa xác định thì mình dùng ơ Chưa xác định có nghĩa là cái nào được. Đấy, con cái này nó phải là phải hiểu rồi, phải biết rồi. Làm được những câu như là câu 25 này ấy hoặc là câu số 23 này đúng không? Thì tức là các con đã hiểu rất là rõ về cách sử dụng mạo từ. Đó, các con không bị là bó buộc vào cái việc là chỉ là vào những cái cấu trúc cái cụm cố định nữa mà các con có thể sử dụng nó một cách linh hoạt ở trong cái những câu như câu 23 hay câu số 25 này, rất là sử dụng mạo từ theo văn cảnh. Được chưa? Có hiểu bài không? bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần cuối cho tiết học ngày hôm nay đó là cái câu hỏi về từ loại nhé câu hỏi về từ loại cũng là cái câu hỏi mà chắc chắn là sẽ có trong đề thi của các con đúng không Đấy, chắc chắn có trong đề thi nhé cho nên là liệu mà ôn đúng không ạ và cô nhớ không lầm thì cái phần từ loại này nó là cái tiết đầu tiên trong khóa ngữ pháp tiếng anh chọn đời của cô luôn Cô rất là hy vọng là hôm nay có những bạn nào 2003, 2004 thì chúng ta hãy mau chóng đăng ký khóa Pro m và Pro M Plus để chuẩn bị cho kỳ thi năm sau đi nhé. Những bạn nào đăng ký Pro 3M, Pro M Plus thì làm năm sau là mình không phải đóng tiền thêm để mua VIP 90 nữa. Được chưa? Và mình lại được học từ đầu luôn. Cho nên là các con nên học càng sớm càng tốt. Vô điểm hơn nữa là cô thấy có rất rất nhiều bạn lớp 11 và lớp 10 ấy là đã đăng ký rồi. Nếu các con không nhanh ấy là các con dễ chậm chân hơn so với các bạn đấy nhé. Ok. Nào, với phần từ loại này thì cái, cái 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 cách làm đó là mình phải mình phải dựa vào hai điều. Điều thứ nhất đấy, đó là cái vị trí cần điền này là mình cần điền cái từ loại gì thì mình dựa vào kiến thức ngữ pháp về từ loại trong câu. Cái thứ hai, đó là biết cái vị trí cần điền là điền từ gì rồi thì lựa xem là những cái từ ở đây đó là cái từ loại nào phù hợp. Ok. Nào, ví dụ như là ở câu số 26 Nói thì như thế, nó cũng đúng với khá nhiều trường hợp nhưng cũng có một vài những trường hợp ngoại lệ. Đó là ví dụ như các con xác định là cái câu đó là cần tính từ chẳng hạn. Đó. Nhưng mà đáp án có hai tính từ. Ờ à, thì làm nào? Bây giờ nếu mà xét về ngữ pháp là cần đến tính từ nhưng mà đáp án có hai tính từ thì làm nào? Lúc đấy thì lại phải dịch để xem cái tính từ nào hợp lý về nghĩa thì mình mới lựa chọn được. <laughs> được chưa? Chứ không phải là đơn giản nhá. Được chưa? Rồi, thì bây giờ mình sẽ từng từng câu mình sẽ xử lý và đây là những cái câu ở trong bộ đề dự đoán của cô cô hy vọng là nó cũng uh, mình sẽ khi mà mình đi thi thì mình sẽ gặp phải những cái câu na ná và tương tự như thế này ok nào bây giờ sẽ là câu số 26 nhé test must be done on all medications before they are offered for use by the general public ok nào bây giờ đứng trước cái từ test này thì mình điền cái gì hoặc là mình sẽ điền tính từ bổ sung nghĩa thêm cho danh từ cái trường hợp này là cái trường hợp rất là phổ biến thì ạ thông thường là người ta sẽ dùng tính từ để bổ sung nghĩa cho danh từ thì nó nó sẽ là cái gì đó rất là phổ biến được chưa ok thế còn trường một số cái trường hợp nữa thì người ta lại dùng danh từ ghép với danh từ trong cái tình huống đó thì thực ra nó hiếm hơn rất là nhiều so với trường hợp dùng tính từ danh từ ghép với danh từ nó là khi mà mình có thể ghép được thì mình mới ghép được thôi để cho các con có thể dễ hình dung nhé Thì nếu như tính từ mình dùng trong 90% các trường hợp là các con sẽ điền tính từ vào đây Thì chỉ có dưới 10% các trường hợp là các con điền danh từ vào là danh từ ghép thôi Hiểu ý chưa? Đấy, dễ hình dung nhé Để các con hiểu được là nó sẽ thường hay thi vào cái gì Rồi câu số 26 này của chúng ta sẽ là gì? Câu này thì mình sẽ dùng tính từ hoặc danh Nhưng mà danh từ của chúng ta không ổn đâu ạ Ở đây chúng ta chúng ta không dùng cái danh từ rigorousness từ rigorousness có nghĩa là thực ra người ta cũng không dùng rigorous người ta chỉ hay dùng cái từ rigorous này để có nghĩa là khắt khe được chưa? Thế còn cái từ rigor thì nó lại là cái sự dùng mình okay? danh từ sự dùng mình và nó cũng không ghép được với test cái này nó lại trạng từ đấy thì câu này các con sẽ điền cho cô tính từ thôi rigorous test tức là những cái kiểm tra khắt khe cần phải được thực hiện trên tất cả những cái loại thuốc ấy trước khi là được được đưa ra sử dụng bởi công chúng. Được chưa? Ok. Nào câu số 27 của chúng ta là gì? A number of nghĩa là many, nghĩa là nhiều nhá. Nhớ rằng a number of cộng với danh từ số nhiều thì động cộng từ sẽ đi số nhiều. Rất nhiều bệnh nhân thì đã được điều trị, cái này là đã có là to be và cộng với phân từ hai ở đây rồi. Thế thì nhớ tủ giúp câu là be cộng với phân từ hai thì điền vào đây sẽ là trạng nhá. Rất đơn giản, đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án đi have been successfully treated with a new drug. Là rất nhiều bệnh nhân đã được điều trị thành công với cái loại thuốc mới này. Ok. Là câu số 28 đấy ạ. Critically ill patients requiring constant must be confined in a hospital. Câu này ấy, thì requiring và ở đây must be confined chứng tỏ đây là dạng giảm mệnh đề quan hệ. Đấy yeah. Từ đây đến đây sẽ là giảm mệnh đề quan hệ. Tức là who requires constant gì đấy require là verb constant là tính thì chỗ này chắc chắn điền danh luôn này bởi vì tính tính đứng trước danh và hơn nữa danh thì nó đóng vai trò làm tân ngữ của động từ tức là yêu cầu cái gì đó liên tục tức là yêu cầu cái sự quan sát liên tục đấy yeah. ở đây chúng ta có danh từ observant thì là danh từ chỉ người phải không observant tức là thực ra là không phải chỉ, không phải là danh từ mà nó là tính từ chứ nó cũng là danh từ luôn Danh từ thì nó mang nghĩa là thầy tu Ok Observant Thế còn tính từ Khi nó là tính từ thì nó mang nghĩa là tuân theo Một cái phong tục gì đấy ấy Observant of something Nó là tính từ Cái này là động từ rồi Không đúng nhá Cái này động từ không đúng Cái này cái con sẽ để đáp án đi Đó là danh từ observation đấy. Những cái bệnh nhân mà bị nặng ấy Mà cần cái sự quan sát liên tục ấy Tức là cần giám sát liên tục đấy ạ Thì là cần phải bị nhốt ở trong bệnh viện đúng không? Cái từ confine ở đây có nghĩa là Tức là phải phải bị giới hạn ấy Phải bị uh, Gọi là giam giữ Gần như là giam giữ, hạn chế Đúng không ạ? Phải, uh, phải giam ở trong bệnh viện Để còn theo dõi chứ, đúng không? Ok Nào sang câu số 29 Sunworth sneakers Has several Nào, Several là một những cái từ chỉ số lượng Mang nghĩa là một vài Thì khi mà gặp những cái từ chỉ số lượng này Thì sau đây sẽ là những cái danh từ danh yeah, từ số nhiều đấy ạ à. đấy, tức là cái này là sẽ có một vài những cái địa điểm đúng không số nhiều đó và đúng đây sẽ là locations metropolitan là khu vực đô thị đúng không đấy, đã có một vài cái 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 địa điểm của cái cửa hàng này này nó có một vài chi nhánh đấy ý là như vậy ok câu số 30 mươi chọn đáp án gì Câu số 30 ạ. This software will help us migrate our client records. Help somebody do something. Cấu trúc của chúng ta là giúp đỡ ai làm gì là cái này đó là do thì cái này là verb rồi verb và cái này là tân ngữ của nó rồi, raids đúng không? tức là đã có verb có tân ngữ rồi chỗ này điền trạng từ thôi để bổ sung nghĩa thêm cho cho cái động từ này đúng chưa? đúng không? có đúng các con có nhận ra cái cái cấu trúc ngữ pháp của câu này không? kiến thức rất là cơ bản. OK thì câu này của chúng ta chúng ta có từ migrate có nghĩa là di chuyển, di cư, đó. chuyển chuyển cái gì đấy đâu cái phần mềm này giúp chúng ta là chuyển dữ liệu khách hàng là một cách đơn giản thì sẽ là sẽ là gì con này mình sẽ dùng Simply hay là mình dùng simpler đấy câu hỏi ạ à, dễ dàng hơn hay dùng simpler có được không dùng simpler có được simpler nó là gì nó là tính từ so sánh hơn của tính từ nhé chứ không phải là so sánh hơn không phải là so sánh hơn của 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 simply bởi vì simply nó là hai từ rồi nó phải dùng more cơ ạ more simply đó cho nên là cái câu này ấy, thì mình dùng cái trạng từ này thôi thì mình dùng luôn simply nó sẽ là trạng từ ok trạng từ luôn cái này thì nó là tính này cái này nó là danh này simplicity sự đơn giản nha câu này chọn c si nhé không chọn simple đâu ạ ok Uh, alright. Câu số 31 Với từ no, no cũng là những cái từ chỉ số lượng No, any Chỉ số lượng đi với danh từ Thì danh từ có rồi Thì bây giờ quay lại cái chuyện đó là Có danh từ rồi thì phía trước này sẽ điền gì Thì đứng phía trước danh từ sẽ là tính Hoặc là danh từ ghép trong một vài trường hợp đặc biệt được không? Câu này thì vẫn là tính thôi ạ. À. 90% trường hợp là tính cơ mà. Được không? Thì cho nên là ở đây mình dùng tính như cô thì mình sẽ dùng cái đuôi sorry này là đuôi tính này. Supervisors là người giám sát. Supervise là động từ. Chúng ta có supervisors. À, cũng là danh từ người giám sát. Thì cái này là anh ta không có trách nhiệm giám sát mà cái trách nhiệm mà mang tính chất giám sát. Đúng không ạ? Thì các con sẽ điền giúp cô tính từ vào đây. Chứ không phải là trách nhiệm giám sát nó không không ghép được. Nó không ghép được với nhau được chưa? Cho nên đáp án đúng sẽ là tính từ thôi. Supervisor. supervisory, responsibility. Ok. Rồi, câu số 32 này đáp án gì? She is looking for a personal with good organizational skills. Ở đây là tìm kiếm một cái người trợ lý phải không? Cô Phư có các chị trợ lý đấy. Hôm nay các con thấy là có chị Quỳnh, chị Thư, chị Liên chị Huệ, uh, chị Giang là các chị trợ lý của cô Phương ha. Đây là các con là là hoàn toàn có thể là yên tâm để các các, các chị uh, tư vấn cho về các khóa học của cô nếu như các con muốn hỏi bất kỳ một cái khóa học nào. Đây. Ở đây là trợ lý thì trợ lý thì sẽ là assistant. Yeah. Cái câu này chúng ta thiếu một danh từ bởi vì có ơ là một này, có personal là tính từ thì chỗ này thiếu danh thì chắc chắn rồi. Các con thấy ở trong câu này có danh từ chỉ người và có danh từ chỉ vật. Đấy, nó có hai danh từ trong trường hợp này khi có hai danh từ thì lại phải dịch đúng chưa? Đấy, cho nên là cô dịch ngay từ đầu. <laughs> OK, cô dịch ngay từ đầu. đó. Và khi các con có nhiều kinh nghiệm hơn ấy thì các con sẽ biết là khi nào cần dịch khi nào không ấy. bản thân cô Phư thì vừa ngữ pháp vừa dịch liền lúc luôn, đó. cho nên là cô làm bài thường rất là nhanh. đó. bây chưa hôm nay chọn assistant là một cái người trợ lý cá nhân nhé. Personal Assistant cái nghề này thật ra nó là một cái nghề luôn đấy. nó viết tắt là PA Personal Assistant trợ lý riêng à, các sếp các ông CEO ấy sẽ có thể có nhu cầu tuyển những cái trợ lý riêng yeah. Nhưng mà các bạn nữ hết sức cẩn thận với cái vị trí này bởi vì chúng ta rất là dễ bị lạm dụng okay? vì thế cho nên là hãy đảm bảo rằng là chúng ta sẽ có một ông sếp chuyên nghiệp và các con cũng phải hết sức và cẩn thận nhất là các bạn nữ rồi ờ, cả các bạn nam cũng bị nha Thế này chúng ta phải hết sức cẩn thận ạ à. right. À, cô ta đang tìm kiếm một cái trợ lý cá nhân với những cái kỹ năng tổ chức tốt Câu 33 Sales for cubics, computer tablet or growing Đấy, Động từ có rồi Động từ có rồi điền trạng từ thôi để bổ sung nghĩa cho cái động từ này này, xong cô nhìn lướt qua cô ấy thấy consistently trạng từ đi với growing quá hợp luôn nên là cô ấy chọn đi luôn. Đấy yeah cái doanh số này đang tăng rất là đều ấy Consistently nó mang nghĩa là rất là đều đặn Đó. Tăng đều đặn Thế nhưng mà có sự giảm nhẹ trong 6 tháng qua okay. Do Covid-19 có ai ra đường đâu mà mua trà sắm đúng không ạ? Tiền thì không có, bố mẹ thì sắp thất nghiệp đến nơi Tiền đâu cô <laughs> 34 đã bán gì? Last year, the young chemist contributed to the development of a new Adhesive. Các con có biết từ adhesive của chúng ta mang nghĩa là gì không ạ? Ừ. Chúng ta có biết từ adhesive không? Từ adhesive của chúng ta đó là một cái chất uh, chất 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 dính, ok. Một cái chất dính đấy nhỉ? Đó là một cái chất dính, một cái loại uh, chất dán. Năm ngoái là một cái nhà hóa học trẻ thì đã đóng góp vào thì động từ là contributed to rồi ok uh, thì đóng góp một cách tích cực đúng không thì mình sẽ đền trạng từ để bổ sung nghĩa thêm cho contributed thôi đúng không thì câu này sẽ là để, những cái câu như này thi rất là nhiều thật ra là cái câu này là cô có lấy trong những cái câu hỏi về từ loại trong cái hit chưa? những cái câu này là câu trong ích đấy ích nghe đọc ấy ạ dạ đấy cho nên là sau này khi các con vào đại học thì cái việc đầu tiên là học tuí ngay để đỡ được cái 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 năm đầu khỏi phải học tiếng Anh nhá đấy mà được uh, A luôn đấy là chỉ cần thi tuí là xong thôi ạ à. thì thi đại học xong rồi các con học cấp rút uh, tuí uh, khóa tuí 450 600 của cô Phư là các con sẽ thi được ngay là đổi điểm qua là khỏi phải đi học luôn mà được điểm A cũng hết đúng không ạ cái này mình sẽ điền trạng từ bổ sung nghĩa cho contributed này và cái câu này là một câu phổ biến trong phần part 5 part 5 của bài Thì rất là nhiều về từ loại như thế này luôn. Năm ngoái thì này đóng góp một cách tích cực ấy, constructively. Ok. Alright, câu số 35 thì chọn đáp án gì? After noticing the wardrobe's condition. Wardrobe là sở hữu cách. Chỗ này condition là danh từ rồi thì chứng tỏ chỗ này sẽ thiếu tính từ. Tính từ thì mình có cái nào là tính từ bây giờ? Cái này là động từ, cái này là động từ, cái này danh. Cái này là hợp lý nhất là tính rồi. Cái editorial rating này là tính theo dạng là dạng verb in, nó dạng P1. Đó, cái điều kiện suy thoái, suy đồi của nó. Sau khi nhận ra cái điều kiện rất là xuống cấp của cái tủ quần áo thì chủ cửa hàng đã hạ giá. Ok, lower, động từ lower. Động từ Đó, hạ giá. Ok năm câu nữa nhé các con có hiểu bài không hiểu bài không ạ good rồi câu 36 nhé this center has helped thousands of people since it is là tính từ sở hữu rồi thì chỗ này sẽ thiếu danh từ last year thì nó là một cụ khác rồi danh từ thì chắc chắn là đào án đi đấy à, cái trung tâm này đã giúp hàng ngàn người kể từ khi nó tạo ra vào năm ngoái ôi đây là một cái điều rất là tuyệt vời nếu như con chưa có ước mơ cho mình Thì để cô nói cho con nghe Là cô muốn các con Sẽ là những cái người Như câu 36 này Các con có thể tạo ra những cái trung tâm Trung tâm hoặc là những cái công ty mà mang lại cái 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 công an việc làm một cách chính đáng ấy cho nhiều người khác đúng không và sau đấy các con trở thành những cái người có tâm để các con có thể giúp mọi người để mọi người cùng đi lên để mọi người cùng phát triển đúng không để kinh tế Việt Nam phát triển đúng Đời sống tốt đẹp hơn, mọi người vui vẻ hạnh phúc hơn Thì đấy sẽ là cái mục tiêu của các con Nếu như các con chưa có hoài bão của mình Thì đây sẽ là hoài bão của các con Một gợi ý của cô Phư ha Ok, hãy trở thành một người nào đấy Để mà sau này cho việc cho nhiều người Không chỉ là cho việc ạ Mà là mình cùng làm với họ Và họ cùng làm với mình Ok, nào, câu 37 Regardless of the problem or customer complaints will be dealt with Cái này đã là động từ rồi này chủ cứ động từ xong rồi chỗ này sẽ thiếu trạng từ đấy nhá vì câu này đó là cái những cái phàn nàn này sẽ được giải quyết đấy thì không phải là giải quyết gì nữa giải quyết một cách phù hợp thôi sẽ được giải quyết một cách phù hợp thôi ạ đó tất cả những phàn nàn sẽ được xử lý với lại là sẽ được giải quyết một cách thỏa đáng đấy. bất chấp là vấn đề gì tất cả những cái phàn nàn sẽ được giải quyết một cách thỏa đáng thì chọn trạng từ trạng từ ở đây sẽ là appropriately xong chưa rồi câu số 38 mươi tám nhé at the Latipa Film Festival increased by nearly 30% this year thanks to an online marketing campaign okay à, thì ở đây là chúng ta sẽ có này là gì đó là cái gì đấy ở cái festival phim này thì đã tăng gần 30% vào năm nay do có một cái chiến dịch marketing đấy ạ. thì chúng ta ở đây là mình sẽ cần một cái danh từ đúng vai trò đứng ở đầu câu làm chủ ngữ đó chủ ngữ nhá Đấy của cái động từ này Thế mà với cái từ increase này là tăng ấy Thì có nghĩa là cái số lượng người tham dự nó tăng Ở đây chúng ta có danh từ attendance là người chăm sóc Attendee là người tham dự Attendance là danh từ là lượng người tham gia Lượng người tham gia Cho nên là câu này thì đáp án đúng sẽ là đáp án gì các con? Lượng người tham gia đã tăng gần 30% Đúng không? về là lượng người tham gia nhé Cô nhắc lại, attendance là người chăm sóc mình còn có một cái từ là flight attendant là tiếp viên hàng không. Attendee là người tham dự. Đấy. Bản thân cái động từ attend của chúng ta có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất đó là chăm sóc cho ai, thấy không? À, chú tâm đến ai và nghĩa thứ hai đó là tham dự. Đấy, nó có hai nghĩa. Có thể cho attendance. Câu số 39 đấy ạ. Cái tạp chí này sẽ xuất bản một cái tạp chí vào tháng sau về những người mà người mà thường xuyên là đi tới cùng một cái nhà hàng. <laughs> Loyal customer, khách hàng rất là trung thành đúng không ạ? Thì ở đây động từ go rồi, chỗ này thiếu trạng từ để bổ sung nghĩa cho động từ thôi. sẽ nhã này điền động từ repeat vào đây à Danh từ vào làm gì? Đúng không? Repeated cũng đâu được đâu, chọn repeatedly thôi à. ạ, trạng từ để bổ sung nghĩa cho động từ go. Bài quá hay luôn nhé, cho nên là các con share về đi ạ. À. Ở câu số 40 chúng ta sẽ lựa chọn đáp án gì? Đây là câu cuối cùng. Cơ hội cuối cho các con ạ. À. India will soon overtake China to become the most country in the world. Ấn Độ sẽ sớm là vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia là đông dân nhất Ấn Độ. Ở đây đông dân nhất thì dùng tính từ populous đúng rồi populous. Chúng ta không dùng popularly nhé. Đây là trạng, đây là danh, sự phổ biến. Đấy không? Đây là động từ, Đấy. đúng không? Đấy. Động từ popularize của chúng ta mang nghĩa là gì? Gọi là kiểu là phủ cập, ấy. đúng không? Chúng ta có thắc mắc câu nào không ạ? nếu thắc mắc câu gì thì cô khuyên các con hãy dành thời gian vào giúp cô group học tập của cô Phương group học tập nhé nhóm quyết tâm điểm cao cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia ngày hôm nay cô đã cùng với các con là mình chữa cái bài về câu hỏi đuôi mạo từ và từ loại cô hy vọng là các con có thêm tích lũy được cái 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 khả năng làm bài kiến thức cần thiết để để chúng ta chuẩn bị cho kỳ sắp tới ok alright chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những tiết học sau Ngày mai chúng ta lại tiếp tục với việc chữa đề Hình như là ngày mai cô sẽ chữa đề sở Ninh Bình Đúng không ạ? Ok, cho nên là những con nào chưa thử sức Với cái đề này thì hãy thử sức đi Để ngày mai các con có thể Xem cô chữa và thu được Cái kiến thức tốt hơn nhé Được chưa ạ? Ok, các con yêu quý Chúng ta sẽ gặp lại nhau Cô chúc các con học tốt Đấy, Thi đạt điểm số cao Và thi đậu đại học ở ngay Nguyện Vọng 1 nhé